sa mạc, sa mạc. Mời anh em tôi đi sa mạc cát. Này khó bảo quá, lại đi tìm đường khác. À, xin chào bác nhé. Hôm nay lại dẫn các bác đi câu cá đồng. Đây là điểm câu đây rất đẹp. Đây là khu Lạc Vệ Bắc Ninh. Trước mắt chúng ta là rất nhiều ao hồ tự nhiên rộng mênh mông. Các bác đến đây có thể câu ở đâu tùy thích, muốn ngồi đâu thì ngồi. Hôm nay mấy anh em tôi thử ngồi cái chỗ này. Vừa đi qua đây thấy một con chép rất là to nổi ở đây. Ôi, điểm này rất đẹp, chúng ta có thể đến đây đi picnic cuối tuần cùng gia đình. Ở đây rất nhiều chỗ để ngồi chơi, nướng cá, nướng gà. Bây giờ cần thủ này bắt đầu làm mồi xả. Có vẻ rất chuyên nghiệp, không biết được cá. Đây phía này còn hai cần thủ đang dừa cần. Tình hình hôm nay liệu móm không? Chào bác ạ. Mày đeo khẩu trang bước rồi. Chứ bắt các bác làm rất nhiều các ngọn núi, rừng cây tùm. Đây là núi con rùa. Nhìn giống con rùa nhỉ? Con rùa. Chân thù loài. Hay nghĩ chỗ này sâu à? Đông thế nhỉ? Mét nước. Nông thế thôi á? Đây. Mét nước cái gì? Mét, được rồi. Ôi, mét được rồi. Anh bên này khi nó hay hơn này. Hay hơn cái chỗ kia. Ui rồi. Đấy, đấy. Thế mình ra chỗ đấy. Vãi là tỏ thế. Cá quậy ghê không? Nguồn. Khiếp thật. Nó chảy. Ui tăm mày anh ơi. Đâu? Đây. Ngay dưới bờ này á? Ừ, dưới bờ này. Con vừa lấy được nửa cân không? Được. Đấy. Tầm đây tầm này. Đây tầm ba này. Bánh trừ chỗ này. Bánh chéo ra được. Quay xe bay lên hàng trước nhá. Đây rồi. Hàng đây rồi. Cầm toàn bằng đầu đũa sợ tha rồi. Đây rồi, hàng đây rồi. Ôi. Con này ngon này các bác ơi. Ngão à? Còn cá ngạo. Còn nuốt cả. Nuốt rồi. Hàng rồi. Sợ là mất hút. Cá xuống mò đây. Đường này nhưng mà đợi tí nữa câu thì đã đang cắn ở dưới bao nhiêu sâu bao nhiêu ấy để còn tước chừng
rưỡi. Hả? Đến ngực rồi. Mò nhiều lắm, nhìn cái tâm của anh chưa? Ơ, tôm, tôm, tôm. Tại nó ăn hồn nướng rồi. Có được con tôm nữa rồi. Ôi, giết quá quay à. Sắc đấy. Thế à. Tại con tôm to thế. Bạn ơi. Đấy. Hai con rồi. Trình độ câu có tôm, tôm ghê nhỉ. Thừa đấy. Thừa. Đúng chưa? Bao nhiêu rồi? Ui! Gì vậy? Khủng. Gì vậy? Giết à? Đây rồi, tôm. Ôi, ôi lại tôm à. Ôi liên tục ba cầm thủ lên liền. Được mùa à? Ngon đấy. Mất không? Ui giời ơi. Rút cướp cò à? Cướp cò à? Đây 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 đây. Đấy. Lên. Rồi. Lên hàng lên hàng. Úi xa. Người khá đấy. Điện ghê. Đéo phết. Điện ngon. Mất báo. Ây à, ây à. Ơ thế. Ây à. Gì đấy. Ây à. Ôi giời, giấc to thế. Ghê. Ui. Cần thủ à, xuất sắc quá anh à. Được. Kéo ghê thật. Chả bờ phần đúng. Lái. Trời ơi. Ui, lôi hẳn đi rồi. Anh à. Anh à. Anh à. Ui giời. Gì đây? Ghê ghê. Giật lên cái dây nó đóng phải con chú phi nổi hay không? Sợ thật đấy. Sợ nhá. To đấy. Con chó này. Tình hình là buổi trưa rồi. Anh em tôi giờ nhóm lửa nướng cá. Đồ nướng đây bãi này à hay đây ở đây hả đấy. Có. Ở đấy bên trên đây rồi đâu 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 hay à cật thủ này mới lên hàng diếc diếc rất to à. Sao cái vảy đó màu đồng đồng đấy anh chả biết hey. Hai bên giống nhau nhá diếc đồng kia nó có cái đất thì mình đốt nướng. Quay lại đệm ngon thế. Hay cái vải đó màu vàng vàng ấy. Ừ, khả năng dưới có vàng. Đâu bật đâu? Con vàng. Chắc vàng. Cá ở đây có vảy vàng. Ở đây thì gọi là bạt ngàn chỗ điểm câu cho các bác. Hôm nay chỉ khám phá một khúc ở đây thôi. Giờ anh em tôi đi nhóm lửa. Nướng cá. Đây mình kê luôn. Đây. Ừ. Tiện hơn ra đây bãi cỏ nó khó cháy bãi cỏ này, ngồi bãi cỏ quá thì ra đây bãi cỏ ngồi thôi. Hôm nay anh em tôi đến đây sợ không có củi nhiều nên chuẩn bị ít than hoa đi cho chủ động
Đâu có ông nào bỏ quên gà đây. Con gà ở đây. Sáng nay anh tôi trên đường ra chợ sợ bóm mua con gà. Đi từ sáng nên sợ nó ôi phải ngâm dưới nước để cho nó tươi. Suối như là suối nhỉ, nước trong vắt. Phải rửa không? Hả? Cần rửa đâu nhỉ? Hả? Khi rửa nước sạch nước này. Để tráng con cái nước thì anh. Có gì bỏ không? Buộc là hai chân. To chân nó ra kìa. Đây là bãi rau. Ô đây mới cá chuối này. Thế đâu sao nó lại ở đây nhỉ? Ôi con nữa này. Chết rồi anh. Chết rồi. Đấy. Hai con cá to quá. Dài hơn cái giày này. Khả năng ngày xưa rắc nước đầy lên đây nên nó mắc cái hàng rào này nó không ra được, con chết cạn đây rồi. Chỗ ở đây rất nhiều sộp đấy. Chỉ biết rau thơm không có. Không có rau thơm gì cả. À đây có ngổ, ngổ. Cho ngổ vào được. Tôm tươi hết. Gần chục con nó ít thế. Đập ăn sống kìa. Đập ăn hết rồi. Được bữa nhỉ. Cá này rất ngon. Nhiều ăn. Cái kia to ghê. Bắt mấy đồ to thôi kìa. Bắt hết. Bé nữa càng ngon. Ui con nào có trứng. Nào có trứng à. Con mùa. Đặt trứng. Sóc rách kìa. Còn này nướng mới ngon. Đấy, ngã rồi. Ê, chuột không có gì luôn. Mỏng quẹt. Cầm đi qua là nó đã mùi sức kinh.
lá gói bánh nhá. Thì thấy nào à? Nhìn là gà nó vàng này. Dạ. Dàn cá dạ thật. Cái tổ kia đã chén thì đấy. Hả? Chín chưa? Con đấy vẻ hơi sống đấy. Hết rồi. Món tôm nướng nha. Đẹp thế nhỉ. Tôm nướng. Không câu lấy con nhỉ, đi câu đúng 3 con. Thế thôi. Anh câu được 3 con cơ mà. Đây câu được con, 2 con, 1 con. Ngon thế. Ủa, ngon nhỉ. Đây cái dâu thế nào? Ngon thế. Ba con ba ông mình. Chưa quên phần thiếu cái dâu. Cá thủ này đã lên hàng. Ui giời. Con này mất. Tưởng gì? Chán đời á, gì tưởng. Xong rồi à? Thôi bây giờ anh em tôi nghỉ trưa. Ăn trưa đây. Gà nướng, cá nướng. Đi nhau ơi. Cái gì đấy? Cần thủ này lại lên bếp, hàng. Thả luôn bếp. Ở đây rất nhiều giếc, tầm rất nhiều mới nên có chép không? Này là chào các bác nhá. Hôm nay vụ nước. Ra đây nhau ơi. Làm lấy anh cái trống cần nữa. Cái quay á. Xong má. Ơi. Con này không biết đã chín chưa? Về chưa có thể kia đây. Ôi trời ơi, con này chín mà. Cắt hết bỏ sắt ra. Ừ. Ở đâu anh? Ngoài sông kia. Ôi, sông đấy hồ. Sông đấy hôm nào mình đi nếu đã lấy câu xác định là chỉ câu thôi. Không ăn uống này. Chứ vào đây câu ăn này. Giếc ngon ghê. Chẳng phao. Trắng nha. Mời các bác nha. Mời các bác nha. Quên rồi. Học câu à? Rút ra. Chín chưa? Từ từ không nó bắn. Ui dồi. Ui. Chín không? Trắng gì hơi đỏ đỏ. Đỏ đâu đỏ. Ngon ghê. Ủa cái đéo này đấy. Không ăn được. Không ăn được đâu. Khát giá chưa chín đâu. Gà trống mà có khát giá hết hả? Đây gà trống à, phải. Gà mái. Gà trống, gà trống. Anh bỏ lên đây đi. Cái này đỏ đỏ à? Chưa chín à? Đỏ. Đây cái phổi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Hơi quẩn. Đó, mang ra đây để bổ này ra. Đúng rồi, đúng rồi. Hỏng quá.
Xin mời các bác nha. Lập cân rưỡi lập chắc con kép hồ trong cầu to nhất. Ba cân con mè à, đây hoa quả. Hoa quả làm mà chua với tanh. Wow. Đợt mình làm đêm ăn ghê. Chua mà. Cắt vỏ đấy. Đắng. Nghe cái vỏ nó đỡ chua. Điện nào. Ngon. Người giống kiểu đang khát khát háo nước ăn chanh. Thank you.